Chủ ơi, bà chủ ơi Bà chủ ơi Bà chủ ơi Bà có sao không vậy Trời ơi Bà ơi Bà có sao không đây Bà chủ ơi Bà ơi Bà bị đau bụng hả bà Bà có sao không bà Bà chủ ơi Tôi đưa bà chủ đi bệnh viện nha Dì Nam ơi Dì lên phòng lấy cái giỏ cho tôi đi Cô ơi Bà chủ té rồi Chết rồi Liệu em bé có sao không mình vội quá nên mình lau không sạch rồi ơi. Trời ơi Sao bầu bì mà đi đứng không cẩn thận gì hết vậy Sao nhẹ trơn quá Sao lại trơn Hay là vì Năm mới lau nhà mà không khô chứ gì à, Vậy đâu có Tôi lau nhà từ hồi sớm mà Với lại cái cây lau nhà này nó mau khô dữ lắm Tôi lau tới đâu là nó khô liền à Hay là vì sơ ý Làm đổ nước lau nhà Mà không để ý lau lại nhà này không gì làm lẽ tôi làm chắc dạ vậy mà gì còn chối được ba tôi mà biết gì làm ăn như vậy là đuổi việc gì liền đó thôi mau đưa gì vô phòng nghỉ đi rồi lao lại nhà cho sạch dạ tôi đưa bà chủ vô phòng nha khoan 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 ngồi đây một chút đã cho bớt đau đau quá bà chủ ơi hay là tôi đưa bà chủ vô bệnh viện nha Bầu bì mà té như vậy là nguy hiểm lắm nha bà Dì có cần đi bệnh viện không Để tôi đưa dì đi Không cần đâu Thành tôi cứ đi công việc đi Tôi ngồi một chút coi sao đã Bà chủ có nghĩ là tôi là người làm ăn bất cẩn Như cô Thanh Tú mới nói không Không Tại tôi sơ ý nên mới té thôi không ngờ ngày anh đi út lại là ngày chúng ta vĩnh biệt nhau em thật là có lỗi với anh em ân hận lắm anh biết không à. alo má nghe nè con má con mới bị té không biết có sao không hả má trời ơi con té hả con Rồi con có sao không vậy Bây giờ con thấy trong người con thế nào hả Con thấy bụng nó nặng nặng Đau Mỹ má à Trời ơi vậy là không được rồi Con phải đi bệnh viện ngay ờ, Thôi được rồi con ở đó đi Má gọi mà đứa con liền nghe chưa Thôi má vô thẳng bệnh viện đi Để chị Năm đưa con đi là được rồi Dạ dạ cô bị động thai Cần phải nhập viện ngay Để bác sĩ chích thuốc và theo dõi Có nguy hiểm đến đứa bé không bác sĩ Hiện tại thì không Cái thai hơn 25 tuần tuổi Phát triển tốt Nhưng mà thai bị động Không thể chủ quan được đâu Tôi biết rồi Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm À Bác sĩ à Bác sĩ xem dùm tôi phiếu siêu âm này Bên bệnh viện đa khoa chẩn đoán là 7 tuần có đúng không hả bác sĩ Theo như hình ảnh siêu âm này Thì thai phải được 8 tuần tuổi mới đúng Vậy nếu tính theo ngày Thì cái ngày siêu âm lần cuối cùng Là 8 tuần tuổi Tới hôm nay phải là 25 tuần tuổi thì mới đúng Đôi khi các bác sĩ cũng có những sai sót Nhầm lẫn mà cô Thôi để tôi đưa cô qua kia Làm thủ tục nhập viện Cảm ơn diện. bác sĩ sao rồi con bác sĩ nói sao rồi con bác sĩ nói là phải chích thuốc an thai và theo dõi má à đó thấy chưa vậy mà con định ở nhà có phải nguy hiểm không thôi mình đi 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 má à. Chắc là đi bệnh viện thiệt rồi Không biết có sao không nữa Dạ cảm ơn Dì Năm Đi đâu về vậy Dạ tôi đưa bà chủ đi vô bệnh viện Bà chủ bị động thai Bác sĩ bảo cần phải nhập viện Có nguy hiểm không gì Bác sĩ nói là ở lại để chích thuốc an thai rồi nghỉ ngơi tình dưỡng ít bữa nữa phải theo dõi nữa đó vậy thì cũng còn may chắc không sao đâu à chị ơi dạ. chị cho tôi hỏi bệnh nhân bị động thai nằm ở phòng nào vậy chị dạ chị đi xuống cuối dãy hành lang này dạ dạ không có mời. gì tại sao lại không có em ăn cơm đi em hôm nay vợ anh có mệt không không ăn đi em chị ơi chị cho tôi hỏi bệnh nhân bị động thai tên là mỹ dung nằm ở phòng nào vậy chị dạ đây không có bệnh nhân nào tên mỹ dung hết chị ờ à, vậy những bệnh nhân bị động thai còn nằm ở phòng nào khác không vậy chị không chị tất cả đều nằm ở đây hết à bệnh viện của mình có phòng chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân bị động thai không vậy chị Dạ không ạ. À, cảm ơn chị. Dạ. Alo, hồi nãy tôi quên hỏi gì là vợ kế của ba tôi nằm ở bệnh viện nào vậy? Dạ, bệnh viện phụ sản đó cô. Sao dì không chở vô bệnh viện gần nhà mà lại đi đâu xa vậy? À, dạ tại bà chủ nói đi bệnh viện nói cho đúng chuyên môn Thôi được rồi Cảm ơn gì nha Dạ <laughs> Con, con đỡ đau bụng và đỡ ra huyết chưa con? Con đỡ nhiều rồi má, cầu trời khẩn Phật cho con con tai qua nạn khỏi. À. Dì không sao chứ. Dì ổn rồi. Ba tôi mà biết chuyện này á, thì dì Năm nhất định bị đuổi việc luôn đó. Chuyện này là do dì tự té, không có liên quan tới chị Năm. Mà Thanh Tú cũng đừng nói chuyện này cho ba con biết, để ba con lo chuyện tài trời như vậy làm sao không nói cho ba nghe được thôi để tôi xử lý cho nói vậy là thanh tú rút khá nhiều tiền cổ phần đầu tư vào ngân hàng với con thật sao dạ con nghe thanh tú nó nói là để đầu tư xây dựng nhà máy gì đó ba nó không đầu tư xây dựng nhà máy với gì con Vậy nó rút tiền làm gì chứ Ờ, ba nghe con Ba, ba biết gì chưa ba Biết gì con Vậy vợ kế của ba chưa nói gì với ba thật sao Không Ba có gọi về mà có nghe mẹ kế con nói cái gì đâu Chắc là không dám nói rồi Có chuyện gì mà không dám nói gì con vì bị động thai Nằm bệnh viện cả tuần nay rồi Bị động thai Vậy vì con và cái thai thế, thế nào rồi Ổn rồi Nên con mới gọi cho ba nè Nhưng tại sao Vì con lại bị động thai vậy con Bị té trên sàn nhà đó ba Vì con cẩn thận lắm mà Sao bị té được chứ Chỉ cẩn thận lúc có ba thôi Khi con đi về á Thì thấy té rồi Vì năm đang đỡ dậy khi con quản hồn chạy lại á con suýt bị té luôn mà ba biết tại sao sàn nhà trơn không chắc là dì năm làm đổ nước ra sàn nhà hay lau nhà chưa khô chứ gì không phải dì năm lau nhà từ sáng sớm con đã đi qua rồi có sao đâu với lại tính của dì năm rất là cẩn thận lau nhà xong á là khô liền như ba thấy đó vậy tại sao sàn nhà lại bị trơn được chứ sàn nhà bị bôi một lớp nhớt nhợt mà con nghĩ là dầu ăn hay là nước xà bông lau nhà đậm đặc gì đó ai bôi tại sao lại có chuyện như vậy được chứ ai bôi thì con không biết nhưng sự thật là như vậy đó ba té rồi mà không lo lo cãi giả đổ thừa nhau không à nhưng mà con không có tin gì năm làm như vậy đâu ba vì gì ấy được ba đãi ngộ tin dùng xứng đáng vì ấy cũng không muốn bị đuổi việc đâu ba Vậy thì ai chứ Ai đã làm trơn sàn nhà Không lẽ mới Dung tự làm cho mình té Nè Hay là con định bày trò gì nữa đây Trời Con biết ngay là thế nào ba cũng nói như vậy mà Con không có ngu tới mức Lại ông tôi ở bụi này đâu ba Con đã ra khỏi nhà từ sáng sớm Không tin á Thì ba có thể hỏi lại gì năm là biết liền à Thật là vô lý mà Mới nghe thì có vẻ là vô lý thật đó ba nhưng mà khi con sâu chuỗi lại tất cả thì thấy rất là có lý. Thứ nhất, á người ta chưa muốn có con. Thứ hai, khi lỡ có thai rồi thì lầm xùm chuyện này chuyện kia như ba biết đó. Con nghĩ á người ta sợ sinh con ra rồi ba thử ADN thì mọi chuyện được phơi bài. Cho nên bà mới cố tình phá bỏ cái thai kia để phi tan. Bằng chứng á là con đưa đi bệnh viện lại không chịu đi. Đợi đến chiều, đau bụng chảy máu rồi á mới chịu đi. Bà còn rề rà chờ má sang Không chịu vào bệnh viện đa khoa gần nhà Cấp cứu cho kịp thời Bà đòi đi bệnh viện phụ sản cho xa Bà nghĩ như vậy là có ý gì Thôi con đừng có nói nữa cô ta cố tình làm rơi sàn nhà chứ không ai hết không ngờ cô ta lại ganh ghét con lại thâm độc đến như vậy là con nghi ngờ như vậy thôi chứ không bắt được quả tang không kết luận được gì đâu má mà con nói như vậy chứ má cũng đừng nói gì hết nói ra cũng không có tốt gì đâu ngược lại thì theo má con nên nói cho chồng con biết để chồng con còn dạy dỗ cô ta nữa ở chung nhà với nhau mà lòng dạ đen tối hiểm độc như vậy thì biết đâu mà lường mà tránh chứ rồi hậu quả làm sao mà lường trước hả con dạ không được đâu má nếu như con nói ra cho anh đại tứ biết mọi chuyện thì anh ấy nhất định sẽ lo lắng rồi quan hệ giữa con với thanh tú á chỉ căng thẳng thêm thôi chứ không có giải quyết được cái gì đâu chứ không lẽ con âm thầm chịu đựng một mình như vậy đó là chưa kể cô ta sẽ được nước làm tới rồi liệu tính mạng của con của con con có an toàn hay không con tính ra diện xin má về nhà mình ở chuyện nào con xin xong rồi tính được không má? nhưng liệu chồng con có đồng ý hay không? lỡ chồng con lại hỏi tại sao về nhà má ở thì lúc đó con trả lời như thế nào? thì khi nào anh đại tứ ảnh đi vắng thì con về ở với má khi nào anh đại tứ về thì con về nhà con Vì nếu có anh đại tứ ở nhà thì thành tu ít gây chuyện với con hơn vậy cũng được nhưng biết người ta như vậy con phải hết sức cảnh giác trong mọi chuyện nghe con đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra nghe con con biết rồi má à, điện thoại của con dạ dạ con nghe nè chú vậy hả chú dạ con biết rồi con chào chú má chú ba kiện nói ông trần cung đã khánh thành nhà máy mới thuê báo chí truyền hình đến quay phim chụp ảnh quảng cáo rầm rộ lắm má thôi kệ người ta đi con nhiều tiền nhiều bạc mà vợ con như vậy thì cũng chẳng hạnh phúc sung sướng gì đâu con vậy là tuần sau mình lấy nhà luôn ha anh ừ lấy xong rồi nhưng mà vẫn còn thiếu một ít em cố gắng moi thêm tiền của ông ta nha em biết rồi nhưng mà chắc cũng khó lắm đây thôi nha, bây giờ em đang bận rồi. Có gì khi khác em gọi lại cho anh. Ờ, à, vậy nha. Ừ, dạ. Em. À, <cười> anh. <cười> em nói chuyện với ai mà khi thấy anh em giật thoát tim lên vậy? Ờ, à, trời, anh ghen hả? Cái này á là anh bạn làm chung với em hồi xưa. Anh mới vừa mua được căn nhà, mời tuần sau qua nhà ảnh tân gia nè, nhưng mà em không có muốn đi. Em nói là anh khó lắm, không cho em đi. Vậy thôi à. Em nói thiệt mà, anh không tin em hả? Thôi, vậy để em vô dọn cơm cho anh ăn nha. Hử? <laughs> Alo. Ông đã khánh thành nhà máy Vậy tiền đầu tư xây dựng của tôi Ông tính sao Cứ theo hợp đồng mà làm Tôi không có thời gian đôi coi với cô nữa Alo Alo Đi từ từ thôi con Ngồi xuống đi con Con uống nước đi Chị hai Ủa chị Chị ra viện rồi hả Em đã nghe má nói hết rồi Từ nay á Chị cứ về nhà mà ở Chứ người mà sống với ma Biết đường nào mà đề phòng hả chị Hai em nghe rồi Thì bỏ đi Đừng có nói tới nói lui Để anh đại tướng nghe được thì không có hay Tại sao chị không dám nói cho chồng chị biết Để anh ấy dạy dỗ con mình Chứ hết lần này rồi tới lần khác Vậy biết đâu mà lường được hả chị Không có gì đâu em Càng phiền phức thêm thôi chứ không lẽ anh đại tứ không có quy gì với con của anh hết hay sao chị không phải là anh đại tứ không có quy với con cái mà là tính của thanh tú chị biết mà thôi một điều nhịn chính điều lành thôi chị lên phòng đây à. để mới đưa con lên đi từ từ thôi con Cẩn thận đó à. Nghỉ ngơi đi con Má xuống chân cho con chân yến con ăn cho bồi bổ sức khỏe nha Dạ má dạ em nghe ờ em sao rồi là thành tu đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe sao nó mới nói với anh hai má con em ổn chứ em và con ổn rồi em vừa ra viện nhưng mà em không có về nhà em về nhà của má sao vậy có gì không ổn phải không em à, dạ không phải là có gì không ổn đâu tại em muốn về bên má có má và vợ chồng quốc hùng sẽ vui hơn rồi còn được má chăm sóc nữa khi nào anh về thì em sẽ về nhà lại với anh ừ vậy cũng được mà chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho anh biết chứ là em sợ anh lo lắng nên là em không nói thôi lo cũng phải nói ở xa anh luôn trông mong mọi tin tức về em mà Ờ mà sao sàn nhà nó lại trơn Em nói rõ cho anh nghe được không Thôi anh à Dù Sam cũng đã té rồi Cũng may mắn Hai mẹ con đã tai qua nạn khỏi Em không muốn truy ra Ai đã làm như vậy đâu Vì sao Em lại không muốn biết rõ Người đã cố tình muốn hại em chứ Mình đâu có biết Là họ cố ý hay là vô tình Mà nói hả anh Biết đâu họ vô tình nhưng mà thấy em té nguy hiểm quá nên là không dám nhận thì sao một ngờ mười tội thôi bỏ qua đi anh mỹ dung rộng lượng hay không muốn tìm ra thủ phạm như là thanh tú nói alo ờ à, ờ à, anh đang nghe đây anh nghĩ mình phải tìm cho ra thủ phạm để trị đến nơi đến chốn trong nhà có ba người mà xảy ra sự việc như vậy trừ bỏ qua có khác gì tạo điều kiện cho ai đó tiếp tục làm những chuyện đồng trời như vậy chứ thôi một điều nhịn chính điều lành mà má em cũng nói như vậy cứ để yên như vậy mà sống có khi lại tốt hơn không được nếu chị năm làm thì anh sẽ đủ việc chị ấy nếu thành tú làm thì anh sẽ tống cổ nó về mỹ còn nếu như em tự làm vì bất cứ mục đích gì thì cũng không xong với anh đâu anh nói cái gì Em tự làm tự té Không lẽ em muốn nguy hiểm cho tính mạng của mình và con Tại sao anh có suy nghĩ gì mà lạ vậy Lạ hay không á Thì em tự biết Chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này được đâu Có phải là Thành Tú nó nói cái gì Để anh nghĩ như vậy hay không Sao anh ấy lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy Alo Nếu như anh Đã nghe con gái của anh nói cái gì Mà anh tin nó Thì anh cứ nghe đi Em sẽ không thanh minh gì đâu Em thấy thoải mái không? Ừ. Có nhà đúng là thoải mái thiệt Đúng không? Không giống như là ở khách sạn Hay là mình phải lo sợ như là ở nhà ông ta ừ. À mà em nè Mình còn phải góp 10% nữa Người ta mới giao giấy chủ quyền nhà đó nha Em ráng môi ông ta thêm nha Thì à, em mới đưa anh 50 triệu rồi còn gì? 50 triệu mà đủ gì em 10% là 250 triệu Thì anh cũng phải thư thả cho em chứ không biết á, là dạo này ổng có nghi ngờ gì em không Mà ổng chỉ đưa cho em đủ tiền đi chợ thôi à Nói với em vậy biết bao giờ mới lấy được chủ quyền nhà Nhà mình mua Không có cầm được chủ quyền nhà Thì y như nhà của người ta vậy Gì mà nhà người ta Nhà mình mua có hợp đồng đàng hoàng chứ bộ Bây giờ hợp đồng mua bán Làm sao mà bằng cái giấy chủ quyền nhà Em nói cũng như không vậy Ông gọi em Thì em nói em đang đi ở ngoài Có gì đâu mà sợ Nghe đi ừ, Alo Cô đi đâu Mà giờ này chưa lo cơm nước gì hết vậy Dạ Em đi ra siêu thị mua ít đồ Tại vì hồi sáng anh nói với em là Trưa nay anh không ăn cơm mà Chứ không phải đi theo thằng nào khác rồi sao Thằng nào đâu mà thằng nào Anh tối ngày cứ ghen bóng ghen gió không à Thôi để em về liền Chắc em cũng phải sớm máy bay ổng thôi Chứ sống vậy hoài Em chịu hết nổi rồi Em Anh nói nghe nè Em có thấy cái nghề nào mà nhàn hả Mà khỏe Như cái nghề ô xin của em đang làm không ừ. Thôi ngoan Nha tráng đi Một thời gian nữa rồi à, xong việc Anh đền cho Đền Anh lấy gì ra đền Thì à, Em muốn cái gì anh đền cái đó anh á hả ừ. anh có cái thân không à lấy gì ra mà đền thì đó cái tấm thân này mới quý nè chứ cái ông già kia có mơ cũng không được đúng không hay quá ha chỉ có tội dẻo miệng thôi à ừ. <laughs> anh um, mai mốt á lấy chủ quyền nhà xong là anh đưa em giữ nha tại sao um, thì đưa em giữ mới yên tâm chứ để đưa anh á rủi anh đi cầm hay đi bán của em sao <laughs> <laughs> trời ơi lo bò trắng răng bây giờ anh có muốn cầm hay là muốn bán gì cũng phải có chữ ký của em mới hợp pháp ai biết chứ không phải là anh cũng giỏi giả chữ ký lắm hả <laughs> thôi em đừng có lo thôi em về đi ông hối kìa không có được ở đây lén phén với cô nào nghe không yes sir <cười> giỏi <cười> Em về nha <laughs> Anh Vậy ăn heo quay với bánh bao nè Món anh thích đó Anh anh cô ăn đi tôi no rồi thôi mà lâu lâu anh cũng phải cho em đi ra ngoài chút xíu chứ cứ tối ngày nhốt em trong nhà hoài chắc chết quá vậy thì từ ngày mai á tôi đi đâu cô đi đó chịu không ừ thì đi thì đi tại em chỉ sợ anh á là dẫn theo oxin anh mắc cỡ thôi vậy tại sao anh biểu đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới em không chịu ừ không phải là em không chịu mà là tại em thấy chưa thích hợp thôi Chưa thích hợp là sao Thì anh đi ly dị vợ anh trước đi Ai biết đâu Hai đứa đang làm đám cưới Có cái bà đi cô nào nhảy vô nhận chồng mình Chắc hả lúc đó em xấu hổ chết đó Thôi được rồi Vậy thì á Anh viết đơn ly dị Ngày mai lên chùa bắt bắt ký Rồi ra tòa luôn Được chưa ừ, Vậy anh cứ đi làm đi nhưng mà bây giờ mình phải xuống ăn hay quay với bánh bao chứ không thôi nó nguội hết rồi kìa. Con <laughs> quỷ này quá đám. Alo. Sao? Bây giờ ông định cướp số tiền đó của tôi luôn. vừa đã ăn cướp tiền của ông Quốc Đạt sao? Cô nói ai ăn cướp? Cô nói cho đàng hoàng nha. Tôi đang nói rất đàng hoàng đây. Tôi nói cho ông biết nếu như mà ông không trả số tiền đó lại cho tôi thì đừng có trách là tôi không nói trước nha tôi thách cô đó ủa chuyện gì vậy anh tôi đi giật tiền anh alo là tôi đây chị ơ à... Ông chủ gọi tôi Chuyện giờ tôi bị té Chị nghĩ sao Có phải chị đã vô ý Lau sàn nhà không khô không Dạ tôi cam đoan với ông chủ Là tôi đã dắt thật khô cây lau nhà rồi tôi mới lau Nên không có chuyện là Sàn nhà bị ướt hay là bị trơn trợt đâu ông chủ Vậy tại sao Sàn nhà lại bị trơn được Tôi cũng nghĩ là chắc ai đó Cố tình làm chuyện này để hại bà chủ Nhưng mà Nói thiệt đó Ông chủ mà có đuổi việc tôi tôi cũng chịu Chứ tôi không thấy ai làm chuyện đó Tôi cũng không dám chỉ mặt đặt tên đâu Vậy lúc vợ tôi bị té Thanh Tú ở đâu Cô Tú đi làm Sau đó cô quay về lấy cái giỏ Thì lúc đó bà chủ đã té Còn tôi đang đỡ bà chủ vậy Cảm ơn chị Dạ Vậy thì còn ai vào đây nữa vô đi má ừ con à má suy nghĩ lại rồi dù gì thì con cũng phải nên giải thích cho chồng con hiểu rõ mọi chuyện chứ vợ chồng mà hiểu lầm nhau như vậy thì chuyện nhỏ sẽ trở thành chuyện lớn nguy hiểm lắm con à nhưng vợ chồng phải tin nhau má à chẳng lẽ ai nói cái gì thì anh cũng tin sao bây giờ người ta nói con giết người cướp của thì anh cũng tin hả má con suy diễn nhiều quá rồi đó chuyện gì cứ nói thẳng một chuyện thôi dì nè ba tôi á nói gì thì nói dì không làm thì dì không cần phải sợ mà không thấy á thì cũng đừng có nói gì hết nha gì Mà cũng là ở trong nhà này á, gì không làm, tôi không làm. Vậy thì ai vô đây? Có khi nào người ta tự làm mình té đau không? Trời! Cô đừng có nói vậy. Tội chết đó. Chỉ là tôi nghi ngờ như vậy thôi. Dì Năm cũng biết là người ta chưa muốn có con mà. Cái thai này là do bể kế hoạch mà thôi nhưng mà nếu như vậy thì bà cũng có thể đến bệnh viện để giải quyết một cách nhẹ nhàng mà trời ơi làm sao mà người ta có thể làm chuyện đó được vì ba tôi đang rất là muốn có con chẳng thà là vì lý do sảy thai chứ đi phá nó đời nào ba tôi chịu alo em thực sự rất buồn vì anh có ý nghi ngờ em em nghĩ anh là chồng của em thì anh phải hiểu em và tin em chứ anh có biết anh nghi ngờ em như vậy là xúc phạm tới em lắm không em đã nói hết chưa nếu anh có tin con anh thì anh cũng phải biết là nên tin cái gì và không nên cái gì chứ Tất nhiên là anh nghe cũng có cơ sở của anh. Cơ sở? Cơ sở gì? Chẳng lẽ anh nghĩ em muốn té để phá bỏ cái thai này hay sao? Nếu như em muốn làm như vậy thì em đã đi tới bệnh viện và phá cái thai này rồi. Em đâu có cần phải làm như vậy để đau đớn và ảnh hưởng tới tính mạng của mình chứ. Nhưng em cũng thừa biết là anh không đồng ý cho em phá thai mà. Em biết. Nhưng chẳng lẽ em ngu đến nỗi là không biết nói dối, em té ngoài đường rồi tới bệnh viện không cứu được cái thai. Em giỏi lắm. Nhưng em không thể nói dối như vậy được, vì em đi đâu một bước cũng đều có tài xế đưa em đi mà. Nhưng tại sao anh cứ nghĩ là em không muốn sinh đứa con này ra? Nó là máu thịt của em mà. Đúng. Nó là máu thịt của em, chứ chưa chắc là máu thịt của anh đâu. Anh nói cái gì Anh nói Nó không phải là máu thịt của anh Được Nếu anh đã nói như vậy Thì em nhất định phải xin đứa con này ra Rồi xét nghiệm ADN với anh Rồi lúc đó Để xem anh với con gái anh sẽ nói gì với em <cười> <cười> Con quỷ nào xui khiến mình lại nói những lời như vậy chứ Theo cô kế toán của Trần Cương á, Thì Trần Cương đang tăng cường mở rộng Thị trường xuất khẩu thủy sản Ra nhiều nước nữa Chứ không riêng gì Mỹ, EU và Nhật do đó cuộc cạnh tranh này càng ngày càng khốc liệt đó cháu với lại chị mỹ dung cũng đã bàn tới chuyện này rồi chú yên tâm đi nhưng mà trần cương đang lên như diều gặp gió muốn hạ ông ta cũng không phải là chuyện dễ đâu nhưng mà chị mỹ dung cứ nói là cứ để cho ông ta tung hết diều lên trời đi thì triệt hạ ông ta chỉ còn việc mình cắt dây diều thôi chú như vậy có phải dễ dàng hơn nhiều không chú <laughs> vậy tụi con cứ tưởng ông ta sẽ ngồi yên để cho tụi con cắt dây diều à <laughs> chắc chắn là sẽ không dễ dàng rồi nhưng mà ông ta càng dùng dẫy thì càng chết chú ạ à. các người đừng có trách tôi, chính các người đã chém tôi trước. À, xin lỗi, cho hỏi ai ở đầu dây vậy? Là tôi, Thanh Tú đây. <laughs> tôi không ngờ là cô lại gọi cho tôi đó. Tôi muốn báo cho chị một tin rất quan trọng thôi thôi đủ rồi tôi không muốn nghe bất kỳ tin gì từ cô nữa không phải chuyện của vợ chồng chị nhưng có liên quan tới chồng chị đó là ba tôi và người vợ kế đã ly thân ai về nhà nấy còn vì sao á thì chị cũng đoán được rồi đó cảm ơn cô đã quan tâm nhưng chuyện của nhà cô thì không liên quan gì đến chúng tôi kể cả chồng của tôi và chồng của tôi cũng đã kể hết mọi chuyện về cô cho tôi nghe vì vậy nếu như mà cô còn có lòng tự trọng á thì đừng có làm phiền đến chúng tôi nữa chào cô được cô cứ tiếp tục danh giáo với tôi đi chú bá kiện nói như vậy cũng có cái lý của chú ấy nhưng mà em nhớ không có được chủ quan trước tiên á bây giờ ông trần cương đấu giá ở chỗ nào thì mình phải đấu giá ở chỗ đó mục đích của mình là để cho ông trần cương trúng thầu với giá cao còn phần của mình thì mình sẽ lui về rồi đánh vào nguồn nguyên liệu đầu vào của ông ta em hiểu rồi có hợp đồng xuất khẩu mà không có nguyên liệu đầu vào cũng bó tay thôi không những bó tay mà còn phải đền hợp đồng nữa nhưng mà em nên nhớ đó không phải là mục đích chính của mình mục đích chính của mình là phải loại ông Trần Cương ra khỏi cuộc chơi. Để cho ông ta phải ôm nhà máy mà chết thì mới đáng tội. Em biết rồi. Ờ, anh đi. Em đã bán được nhà và cũng đã làm được thủ tục đưa tro cốt của ba về quê rồi. Anh muốn sang thì sang, còn không em tự về cũng được. Tại vì anh muốn đón em về. Anh sợ em về một mình tuổi thân đó mà dạ em không sao đâu anh đừng lo cho em ừ vậy có gì khi nào em đến sân bay tân sơn nhất nhớ gọi anh anh ra đón nha dạ cứ vậy đi anh à ờ uh, khoan đã sao anh anh muốn hỏi em là khi nào em về nước mộ ba em muốn như thế nào để anh biết anh còn chuẩn bị nữa cái đó tùy anh thôi anh á, là con trai anh có quyền quyết định nhưng mà em nghĩ bây giờ gửi ba vô chùa thì em sợ ba sẽ rất buồn hay là... Anh để ba nằm bên má tục nguyên của anh nha Khi sống Họ đã không được ở bên nhau rồi Ừ Ý anh cũng muốn vậy Nhưng mà Anh sợ má buồn thôi Tại vì Ba với má em cũng ly dị lâu rồi Bây giờ Họ chỉ còn là người dân của nhau thôi Ừ Vậy thôi Anh em mình thống nhất như vậy đi Ngày mai á anh sẽ lo một phần của ba bên cạnh một phần của má thuộc quyên khi nào em về á rồi anh em của mình tiến hành mai táng luôn nha dạ vậy thì em yên tâm rồi ngày mai lấy vé máy bay xong á em sẽ nhắn ngày giờ cho anh nha ừ anh biết rồi chúc em ngày tốt lành nha dạ cảm ơn anh <laughs> ừ bye bye em hùng à dạ vậy là em không phải qua úc nữa hả dạ thanh trà tự đưa ba về được chưa? à ừ mà thôi em xin phép về phòng ừ. Dạ. Ai gọi vô này vậy Là em đây Alo anh nghe nè Giờ này em chưa ngủ sao <laughs> Tại em đang ngủ Mà em mơ thấy anh Nên em tỉnh dậy đó <laughs> Anh làm gì mà có diễn phúc dữ vậy Mà thôi Em cố gắng dỗ giấc ngủ đi Chứ để mất ngủ á Là mệt lắm đó anh không muốn nói chuyện với em nữa hả có gì để ngày mai nói nghe em giờ này mà chuyện trò gì nữa có phải anh nghe như thủy nói gì rồi hiểu lầm em phải không nói cái gì hiểu lầm cái gì mà chắc là có chuyện gì đó không tốt cho nên em mới sợ chị như thủy nói với gì thôi được rồi để ngày mai anh hỏi chị như thủy coi bà em nha Oh my god Vậy là mình không đánh bà Khai Ngu ơi là ngu mà À con à Mình không biết mặt Thanh Trà Mà Thanh Trà cũng không biết mặt hai má con mình Thì làm sao mà đón nó hả con Mày yên tâm đi Anh em tụi con có trao đổi ảnh qua mạng rồi Hơn nữa Thanh Trà cũng nói với con là Em ấy mặc áo màu đen Với lại áo trời màu nâu đó má vậy thì dễ nhận ra nha rồi con dạ má yên tâm đi có phải thanh trào không con có phải em là thanh trào anh quốc hùng đúng rồi anh quốc hùng đấy má được rồi đây là má của anh con. Con. con chào má Má, ba cho con gọi bằng má Giống như anh Quốc Hùng nha Má ra đón con nè Bà con đã kể rất nhiều về má cho con nghe Chỉ tiếc là Ba con không về nữa Thôi, má Thôi mình về mình đi, đi con Về đi. đi má ba khi ba còn sống con chưa chịu gọi ba một tiếng ba bây giờ thì ba đã nhịn diện ra đi con mới biết con đã sai rồi ba ba, ba tha thứ cho con nha ba, Con Con thấp hương cho ba đi thanh ra Dạ bà Ba ơi Con đã đưa ba về quê hương Việt Nam rồi Anh quốc hồn Ba mai anh chị dâu và cháu đích tôn của ba và chị mỹ dung đã đón ba ba ơi hãy thanh thản nha ba má con cảm ơn má đã cho con được lập con của má không ngờ chuyện của cháu rể Nó lại như vậy ừ. Cũng tội thiệt Chưa kịp nhận cha Thì cha đã chết ừ. Nếu quốc hùng á Nó đừng có ngăn cản ổng Có thể ổng sẽ không đi Úc Thì mọi chuyện sẽ khác rồi đó ông chắc là do số phận cả thôi bà à ngày mai á bà chuẩn bị đi đám tang cha quốc hùng cùng với tôi dù sao thì thông gia bên nhà chỉ cũng là thông gia bên nhà mình vậy tôi biết rồi má và các anh chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho con rồi con cứ ở lại với cả nhà cho vui rồi khi nào con muốn về bên nhà của ba con thì con cứ về à, nhưng mà theo ý má là má muốn con ở lại đây luôn dạ con cảm ơn má được má và các anh chị đón tiếp như vậy con vui lắm ở bên đó con có một thân một mình buồn lắm vậy má cho con ở đây luôn với má với các anh chị nha má à. <laughs> vậy thì tốt quá rồi còn gì của ba con má và quốc hùng đã báo với bà con dưới quê và trường đại học kinh tế nơi ba con đang dạy, dạy và giới chính quyền rồi Ngày mai gia đình chúng ta sẽ cùng với mọi người đưa ba con về quê nhà nằm bên cạnh má thuộc quyên. Anh cũng đã xây mộ sẵn cho ba như đã bàn với em rồi. Cho nên em cứ yên tâm đi. Má với anh chị chu đáo quá. Ở bên kia ba con lạnh lẽo lắm. nhà chị năm à ờ, vợ tôi chưa về sao chị dạ chưa ông chủ nhà chị năm dạ thanh tú không có ở nhà sao chị dạ cô đi ra ngoài từ sáng sớm rồi vậy chị gọi báo cho vợ tôi nói cho cô ấy biết là tôi đã về rồi dạ không biết bà chủ bận gì mà tôi gọi bà chủ không có nghe máy ông chủ ơi ờ được rồi chút nữa gọi lại nhưng mà tôi nghĩ ông nên gọi cho bà chứ ông về đây mà không gọi ông kêu tôi gọi để bà chủ hiểu lầm rồi buồn tội nghiệp Ừ, được rồi, chị không phải gọi nữa đâu. dạ. chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của giáo sư tiến sĩ Trần Thái Hòa và những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo cán bộ khoa học cho nước nhà một phút mặc niệm bắt đầu chị năm gọi không bắt máy đã đành mình gọi cũng không bắt máy luôn chứ anh đã về việt nam rồi nếu muốn thì mình chia tay đi anh muốn ly dị thì giết đơn đi em ký cho đó là mục đích của em chứ gì anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng em không thể sống với một người chồng không tin mình chà đạp lên danh dự và lòng tự trọng của mình em thật không ngờ anh cũng hồ đồ như con gái của mình vậy em không được xúc phạm anh như vậy còn anh thì có quyền xúc phạm em sao Em bị người ta hại như vậy Anh không chia sẻ thì thôi Anh còn nghĩ là em ngoại tình Muốn phá bỏ cái thai để chối tội Anh chờ đi Em sẽ sinh đứa con này ra Và em sẽ chứng minh cho anh biết nó là con của ai nhưng mà em làm rõ vấn đề này không phải là để cầu xin niềm tin về tình cảm của anh mà để cho anh biết anh và con anh là người như thế nào kìa okay. em à em Vợ chồng con nói chuyện tới đâu rồi Con không thể tha thứ cho anh ấy được nữa mà Con định Sẽ chở anh ấy về đây Rồi chở con về bên đó Nhưng mà kể từ bây giờ Con sẽ không quay lại căn nhà đó nữa Con sẽ ở đây với má luôn Nói gì thì nói Hai vợ chồng mà mỗi đứa một nhà Là không xong đâu con Có chuyện gì phải nói rõ ràng Để giải tỏa với nhau Nói xong rồi thôi Không được đâu ma Anh ta tình con của anh ta hơn con Con nói hết mọi chuyện cho chồng con nghe chưa Hay chỉ nói vài ba câu rồi đùng đùng bỏ về Mình có bằng chứng gì đâu mà nói hả ma Mà mình không có bằng chứng Thì người ta sẽ chối bay thôi Không có bằng chứng con cũng phải nói Nói để cho chồng con hiểu Thôi được rồi Để nó qua đây Má sẽ nói chuyện cho nó nghe Má không cần phải nói gì hết Ba để con xin đứa con này ra Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi Con nói vậy cũng đúng Cũng may Là con không bị sảy thai Nếu như mà con sảy thai Thì trúng ý cô ta rồi Ông trời thiệt là có mắt đó má Cô ta xinh đẹp như vậy Mà lòng dạ lại hẹp hòi Nham hiểm quá Chắc là anh ta tới đó mà má Tôi biết tôi có lỗi Xin phép má cho tôi đó mới dùng về bên nhà Anh cứ lên phòng nói chuyện với vợ của anh đi Em à Mở cửa cho anh đi Là anh đi Anh muốn nói chuyện với em mỹ dung à mỹ dung mở cửa cho anh đi em mỹ dung mở cửa cho anh đi anh muốn nói chuyện với em anh còn tới đây làm cái gì nữa tôi không muốn nói chuyện với anh đợi tôi sinh con xong đi rồi tới lúc đó hẳn tính anh biết là anh có lỗi em mở cửa cho anh đi chúng ta cần nói chuyện với nhau mỹ dung không nói chuyện gì nữa hết đó anh đi về đi Tôi không còn về muốn nói với anh nữa Anh xin em mà Anh biết lỗi của anh rồi Mỹ Dung à Không có xin gì hết Anh đi về liền đi Đừng có làm phiền tôi nữa Nếu nhanh không về Tôi nhảy lầu cho anh vừa lòng à, à, à. Đừng, 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 đừng đừng Thôi được rồi anh về Em đừng làm gì vậy nha Thôi được rồi anh về đây Mỹ Dung không chịu nói chuyện với tôi Có gì nhờ má Nói chuyện với Mỹ Dung giúp tôi mấy câu Tôi nói dùm cho anh Rồi ai nói dùm cho con gái tôi đây Thôi Anh cứ về đi Đợi Mỹ Dung sanh xong Rồi má con tôi sẽ nói chuyện với anh Nhưng mà tôi nói trước Nếu thử ADN mà đứa nhỏ không phải là con của anh Tôi sẽ quỳ xuống tạ tội với anh Và đưa Mỹ Dung về dạy dỗ Còn nếu ngược lại Đứa nhỏ là con của anh thì anh phải tạ tội với Mỹ Dung và dạy dỗ lại con gái của anh. Còn chuyện vợ chồng của anh, có đoàn tụ lại hay không là do con gái tôi quyết định, chứ tôi không can thiệp vô. Dạ. Yeah. Má đã nói vậy, tôi xin phép về. Ừ. chính con đổ sợ bóng xuống sàn nhà làm cho mỹ dung té chứ không có ai khác hết Con muốn phá tan cái nhà này con có vừa lâu phải không trời bây giờ ba nghe lời của người ta rồi đổ thừa cho con hả ba ba không nghe ai hết chính con không muốn mỹ dung sinh ra đứa con này nên mới gây ra mối nghi ngờ giữa ba và mỹ dung nhưng ba đã quyết định để mỹ dung sinh đứa bé ra rồi thử adn với nó con sợ mua đồ của mình bị bại lộ nên muốn làm cho mỹ dung xảy thai để phi tan chứ không phải mỹ dung tự làm mình té phá bỏ cái thai để chối tội như con nói đâu bằng chứng đâu bà ba kết tội con như vậy bằng chứng hả chính là lương tâm của con con suy nghĩ lại đi con không làm cho nên không có gì phải suy nghĩ hết ba đừng có nghe lời bà ta dựng chuyện mà đổ quan cho con quan hả vậy ít bữa nữa mỹ dung sinh đứa bé ra nếu đứa bé là con của ba vậy con nói sao đi nếu vậy thì con chúc mừng ba chứ biết nói sao giờ chuyện con nghi ngờ là quyền của con không đúng thì thôi chứ con có khẳng định gì đâu con quá quắt lắm ba thật không ngờ lòng dạ con lại hiểm độc và hẹp hò như vậy Thành tú đúng là lòng lan dạ sói cho em phải nói cho lê hoàng biết không thể để lê hoàng cưới một người vợ như vậy được em không nói thì trước sau gì lê hoàng cũng biết em nói làm gì cho mang tiếng không nói thì làm sao Lê Hoàng biết được chứ? Bản chất con người khó giấu lắm. Trước sau gì cô ta cũng sẽ bộc lộ ra thôi. Anh nói như vậy, rồi đến khi gạo nấu thành cơm thì còn nói được gì nữa chứ? Anh biết rồi, không sao đâu. Ừ? Em chào anh chị. Chào, chào em. Em báo cho anh chị một tin mừng là em mới được nhận vào làm giảng viên trợ giảng của trường Đại học Quốc dân. Nơi bà đã từng giảng dạy. <cười> 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 giỏi quá ta. Đây chúc mừng em nha dạ em cảm ơn chị nhưng mà em còn phải cố gắng thật nhiều nữa mới được làm giảng viên chính thức của trường <laughs> em á đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh vậy chứ anh con nhà gì Ờ à, thì uh, anh cũng là con nhà tông nhưng mà anh thấy anh dùng máu kinh doanh của ba quốc đại thôi chị hai <laughs> chị hai như thủy à Ờ à, em đỡ chị đi chị em có chuyện muốn lên lầu nha à, ok dạ <laughs> thủy nè ngày mai á em lên công ty quốc đạt rồi làm thủ tục chuyển tiền trong tài khoản của công ty qua tài khoản của anh đại tứ luôn nha chị muốn trả lại cả vốn lẫn lời cho anh ấy đã đầu tư vào nhà máy nhưng mà chị trả hết rồi thì tiền đâu mà chịu xoay sở còn kế hoạch trả thù ông trần cương thì sao chị đã có cách rồi em cứ làm theo ý của chị đi dạ em biết rồi <laughs> chị được rồi em dạ chị làm căng quá chắc như vậy anh chị đức thật quá à hay là mình cho thanh tú về mỹ nhưng nếu thanh tú không chịu thì sao đây à, mỹ dung gọi cảm ơn em đã gọi cho anh anh cảm ơn hơi sớm đó em đã chuyển trả toàn bộ số tiền vốn và tiền lời mà anh đã đầu tư vào nhà máy quốc đạt anh kiểm tra tài khoản giùm em đi không lẽ em đoạn tuyệt với anh vậy sao xin lỗi anh em không còn cách nào khác những tài sản đã thế chấp ở ngân hàng quốc tế em cũng đã thanh toán đầy đủ và lấy chủ quyền về rồi và anh nói lại với con gái anh kể cả cha cô ấy em cũng xin trả lại cho cô ấy anh nói với cô ấy đừng làm hại em và con của em nữa Ờ, uh, alo, mấy, dung à Con không biết, con nghe ra chuyện lớn như thế nào không Tại sao con dám làm như vậy hả, tại sao Ba thiệt là vô lý Người ta đổ quan cho con, mà ba không cho con nói Người ta có bằng chứng không, mà dám buộc tội con Đi. Con không đi đâu hết đó Đi qua đó gặp gì con Ba mặc một lời Quang ức gì đó Tha hồ mà nói Con không dám đi chứ gì Con không thích đôi co Chứ không phải là con không dám Hơn nữa con sang bên đó Có một mình con một phe à Ba nghĩ làm sao con cãi lại họ Rồi lúc đó ba sẽ tin ai Ba nói với người ta Muốn nói gì thì về nhà mà nói Con quá quắc lắm Ba Chắc người ta đòi ly dị chứ gì Người ta chỉ dọa thôi Chứ không dám bỏ ba đâu Trừ khi ba sạc nghiệp Con về Mỹ gây cho ba Con có về Mỹ á Thì cũng không phải là bây giờ Bởi vì con đi bây giờ Người ta bảo con chạy trốn sao Lành làm gáo Dở làm môi Con không thể nào chịu đựng được nữa Con của anh ta Không tin con Nên ác độc đã đành Đằng này anh ta là chồng, mà cũng không tin vợ. Đầu thể nào ai nói cái gì, anh ta cũng tin được hết hả má? Biết là vậy rồi. Nhưng vợ chồng, phải từ từ mà nói với nhau. Con đùng đùng lên như vậy được cái gì? Má, chị hai. Hai chị em con nói chuyện với nhau đi. Dạ má. chị nên bỏ mặt hết mọi chuyện tập trung làm ăn đi chị hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản đang mở gói thầu cho các trung tâm phân phối và đang bán đấu giá các sản phẩm thủy sản của việt nam tại thị trường eu rất nhiều doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và mẫu sản phẩm để dự đấu thầu chị thấy thế nào vậy trần cương thì sao thì tất nhiên ông ta sẽ nhân thời cơ này tìm đủ mọi cách để phô trương sức mạnh của mình mới xây dựng nhà máy mới mà mà nghe đâu ông ta đang đứng đầu danh sách về dự thầu được có thể là cơ hội đã tới rồi nhưng vấn đề ở đây là tiền tiền thì chị em mình đã vét sạch để trả cho anh đại tứ rồi với lại ông trường cương thì vừa mới đầu tư xây dựng một nhà máy nuôi thủy hải sản tiêu chuẩn quốc tế nữa đánh ông ta theo kế hoạch đó em nghĩ không dễ đâu chị chị biết nhưng mà em cứ làm theo cách của chị đi chuyện muốn nói với anh Nhưng mà đắn đo không dám nói Chuyện gì? Em cứ nói đi ừ, Ba má em á Định mượn anh 200 triệu Xây nhà lại cho anh Tư á Tại vì mùa mưa sắp tới rồi Ba má em nói á Là bán xong vụ lúa Rồi gà heo nữa Là gom tiền trả đủ cho anh ừ? Sao anh nghe nói Anh Tư vẫn ở chung nhà với ba má em mà dạ thì tại vì nhà của anh tư rách nát quá nên mới qua ở chung chứ anh thử nghĩ đi vợ của anh hai với vợ của anh tư hai cô con dâu sẽ ở chung một nhà nếu như vậy ừ. thì phức tạp thật nhưng mà tiền của anh á đầu tư vô thủy sản hết rồi đâu có còn ừ, em nhớ là anh cũng có kinh doanh mua bán đất cát lẻ ngoài nữa mà tất nhiên là anh vẫn kinh doanh nhưng mà anh chỉ còn một ít tiền mặt để xoay sở. Đưa ba má em mượn rồi, tiền đâu anh làm ăn. À, vậy còn tiền anh cho em đâu? Nếu anh nhớ không lầm, quay tiền cho ba má cắt nhà. Thỉnh thoảng anh cho em cũng không dưới 2 tỷ. Sao không lấy ra cho ba má em mượn? Anh nhớ gì kỳ vậy? Làm gì có chuyện mà anh cho em nhiều tiền như vậy? Em cũng gom góp đưa cho ba má em mượn rồi. Chứ anh nghĩ thử coi Có 200 triệu làm sao đủ xây nhà Chứ không phải Tiền em cho anh anh họ mượn hết hay sao Đâu có Trời Ông anh của em á Giàu thấy mồ luôn Mượn tiền làm gì Nếu <laughs> không phải thì thôi Em Anh đã chuẩn bị gần đủ tiền để mua nhà rồi đó đám cưới xong một cái là mình có nhà ở liền ủa vậy căn hộ này lan sao ờ à, căn hộ này là anh thuê của người ta À. ai à, nhắn tin vậy anh ờ à, má anh thôi má anh nói về cái chuyện tiền nông đó mà má con mà cũng nhắn tin nữa hả sao má anh không gọi luôn đây em coi đi coi có phải má anh không ờ à, trả nè phải không nếu như anh nói chúng ta nên làm bạn với nhau hơn là yêu nhau em nghĩ sao <laughs> anh đang đùa với em phải không anh đang nói thật tại sao chúng ta làm bạn thì sẽ tốt hơn thật ra thì lần đầu gặp em ở ngân hàng quốc tế anh đã bị vẻ đẹp sự thông minh và nhanh nhạy của em hút hồn nên sau đó chúng ta đã có những cuộc hẹn hò và anh cũng đã chinh phục được em ngay sau những lần hẹn hò ấy chứ gì em dùng từ chinh phục thì hơi quá anh biết em cũng có những tình cảm tốt đẹp dành cho anh nhưng nhưng gì hả anh anh không yêu em phải không thực ra anh thấy chúng ta không hợp nhau có phải ai đó nói xấu gì em phải không bây giờ anh tin người ta hay là tin em có phải em đã làm chuyện gì xấu cho nên là em sợ người ta nói xấu sau lưng em đúng không đây là lần thứ hai em hỏi anh câu hỏi đó rồi đó anh thôi đi em làm cái gì mà làm nhiều chuyện xấu tất cả cũng đều tại cái bà mẹ kế của em bà ấy không ưa em cho nên mới đặt điều nó xấu em rồi tới lượt vợ chồng của chư thủy nói lại cho anh nghe chứ gì ngược lại họ tự trọng hơn em nghĩ đó vậy thì hà cớ gì mà anh nói là mình không hợp nhau hay đó chỉ là cái cớ của anh không đúng anh đang nói rất thật lòng và rất tôn trọng em em được bắt anh phải nói thêm điều gì nữa hết vì như vậy chỉ làm tổn thương nhau thôi em à thôi đủ rồi anh tưởng tôi là thứ gì mà đùa cợt với tôi như vậy hả anh không đùa cợt anh đang nói rất thật lòng tình bạn sẽ chia nó sẽ cao đẹp và bền vững hơn tình yêu em không nghĩ như vậy sao tôi không cần anh phải thương hại tôi đâu tôi cũng nói cho anh biết tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chọc gậy bánh xe cản trở được tôi đi tôi cũng chỉ nói vậy để không phải làm tổn thương nhau Alo Nè Cái bà gì ghẻ xấu xa kia Bao nhiêu lần Dì du khống tôi Tôi không thèm nói Vậy tại sao lần này Dì còn suối em của dì Nói xấu tôi với anh Lê Hoàng Để hại tôi là sao hả Dì nên nhớ cho kỹ Là dì đang mang thai đứa con trong bụng Dì nên sống làm sao Để đứt cho con đi nha Tôi nói cho dì biết Dì đừng có bao giờ giác mặt về nhà ba tôi nữa Tôi không tha thứ đâu Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này Dì nghe rõ chưa chị chị làm sao vậy chị chị có sao không chị má ơi má chị hai bị sao nè má ơi hả trời ơi mỹ dung con sao vậy con con có thấy đau bụng gì không hả cô không sao má em có nói chuyện của thanh tú cho lê hoàng nghe không ờ, dạ không có lúc đầu khi mới nghe chuyện em tức lắm định nói với lê hoàng để dứt khoát với cô ta nhưng mà quốc hùng không có cho em nói nên em đâu có dám nói đâu vậy mà cô ta gọi điện cho chị nói chị xúi em nói với lê hoàng để hại cô ta vậy thì đúng là lê hoàng đã chia tay với cô ta rồi nên cô ta mới hiểu lầm như vậy thực ra lý do mà lê hoàng chia tay với thanh tú là do muốn lấy một người vợ hiền lành phúc hậu mà cả hai điều đó Lê Hoàng không tìm thấy ở Thanh Tú Chị hiểu rồi Cũng may là Lê Hoàng phát hiện sớm Dứt khoát với cô ta Chứ rước về một con người như vậy Thì có khác gì Rước hiểm họa vào nhà chứ Con người cô ấy thiệt đáng sợ mà Đúng là cây lành xanh trái độc Không ngờ Đại tứ có một đứa con quá quắc như vậy ủa cô tìm ai vậy ừ, dạ em xin lỗi chị chắc là em nhầm ủa rõ ràng là căn hộ này mà ờ à, chị ơi chị ơi chị ờ à, em nhớ là tầng này căn hộ này em không có nhầm Ừ, em xin lỗi nha chị là ai mà ở trong căn hộ của em vậy cô muốn hỏi căn hộ của chú tuấn chứ gì à dạ đúng rồi chị à, em đưa tiền cho ảnh mua căn hộ này để chuẩn bị làm đám cưới đó chị trời cô bị gạt rồi chú tuấn đang thuê căn hộ của tôi trả lại hả? cho tôi về quê cưới vợ rồi cô ơi Ch chị 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 nói làm sao chị chị nói thật hả ừ tôi nói thật chứ nói dối cô làm gì Ch uh, 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 cô 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 có sao không Dạ em không sao. Em cảm ơn chị. Alo. Anh gom tiền của tôi á về quê cưới vợ rồi phải không? Ủa, em nói cái gì lạ vậy? <laughs> lạ quen gì? Tại sao á Căn hộ anh mướn của người ta Mà anh nói là anh mua cho tôi Rồi còn chuẩn bị cưới tôi nữa Tôi nói cho anh biết Anh muốn cưới ai thì mặc xác anh Bây giờ tôi không cần một con người giống như anh nữa Nhưng mà Còn hơn 2 tỷ tiền mặt đó Thì anh phải trả lại cho tôi Nếu không á Tôi sẽ kiện anh ra tòa về tội lừa đảo đó <laughs> À Thì ra làm đã biết hết rồi hả Được thôi Bây giờ muốn kiện thì cứ kiện đi Em biết tôi ở đâu mà kiện Hả Hơn nữa ai tin là một ô xin như cô Lại có số tiền hơn 2 tỷ Mà đưa cho tôi Thôi cô ngoan á thì im đi Cô lừa ông ta được á Thì tôi cũng lừa cô được thôi Coi như là của thiên trả địa đi Anh Anh đúng là một thằng khốn nạn mà Thì chúng ta đều khốn nạn với nhau mà Có điều là em ngu hơn tôi Thôi quay về mà lừa ông ta tiếp đi nha bây giờ ông ta vẫn chưa biết cái trò khốn nạn của cô đâu vậy đi ha đồ khốn nạn được tôi sẽ có cách Ôi. cô ấy lại bỏ nhà đi đâu nữa rồi Vợ không phải vợ Ô xin không phải ô xin Hơi, Sống như vậy mệt mỏi quá Cô lại đi theo thằng nào nữa Đúng không thằng nào là thằng nào em bị bệnh đó, nên em phải đi khám bác sĩ chứ bộ. ờ anh anh cho em xin nghỉ một tuần em phải về quê có chuyện gấp. đang bệnh mày đi đâu? em chỉ bị cảm sơ sơ thôi à em đi được. thôi được rồi cô muốn đi đâu thì đi nhưng mà đừng nói với tôi là có thai nữa nha. Dạ thì bác sĩ cũng nghi nghi Nhưng mà cũng chưa chắc Nên em không dám nói Chưa chắc là sao Thì bác sĩ kêu em ở lại siêu âm Nhưng mà em dội về chưa kịp siêu âm Cho nên là không có chắc Tôi đã dặn cô rồi Không được có thai Sao cô lại để có thai Thì em cũng dùng mọi biện pháp Nhưng có trường hợp á Ngoài ý muốn thì sao Thôi đi bệnh viện phá cái thai này đi tôi không thể có con với Ocean được anh hay à, mình cưới nhau đi cái gì Hừ. lúc tôi biểu cưới thì con không chịu bây giờ dục cưới là sao nè tôi không phải là con rối để cho cô điều khiển cái gì cũng được cái chưa lấy cái chân ra coi con à Sao tối nay con ăn ít gì con Con thấy trong người sao rồi Có khác gì không Con thấy cái bụng đó, nó tức tức Cấn cái lắm à Đâu má coi Sao bụng cứ nhắc vậy nè Lại gò nữa à. Có thể sắp sanh rồi đó Nhưng mà Chưa có đủ ngày đủ tháng mà má Thì cũng có người sanh sớm đó con Nhưng mà như vậy là quá sớm rồi không được rồi, phải đi bệnh viện ngay thôi Con chuẩn bị đồ đi, để má xuống má kêu taxi nha ừ, Dạ Hiện giờ, Quốc Hùng nó đã đưa vợ con nó đi chơi rồi Dạ Ngồi dậy đi con, cẩn thận đó Con chuẩn bị đồ đi nha Dạ à, Con Em thấy trong người sao rồi Má gọi taxi cho má má gọi rồi xe taxi cũng đang đến đó con ờ lên xe anh chở đi cho à, xe taxi tới rồi kìa đi con Mình ờ, đi má trời... trời đất thanh tú mà dám làm những chuyện như vậy sao chị chính vì vậy mà chị mỹ dung mới bỏ về nhà má ruột để ở đó nhưng mà thanh tú như vậy đã đành đi sao chồng chị ấy lại không tin vợ như vậy đó Anh ta nghe lời con gái của mình Nên chị Mỹ Dung mới không tha thứ Bây giờ cô ta lại mới gọi chửi chị Mỹ Dung Và hăm dọa chị ấy đủ điều Cũng chính vì em chia tay với cô ta đó Có yêu đâu mà chia tay Chính em là người đã đơn phương Nói là giữ tình cảm ở mức bạn bè thôi Em làm như vậy là đúng đó Là đàn ông sai lầm nhất là chọn làm vợ Bây giờ chị đang sợ cô ta còn âm mưu gì nữa Nếu còn như vậy Thì tội chị Mỹ Dung lắm <laughs> Anh. Em à Mình về nhà chưa Dạ Alo Anh nghe nè Thanh Trà Má mẹ Anh đưa chị Mỹ Dung đi sinh rồi anh à Chị hai nói là Một tháng rưỡi hay là hai tháng gì nữa mới sinh mà em Nhưng mà má gọi về cho em hay á Nói là bác sĩ nói Chị bị sốc vì chấn động tâm lý quá mạnh Nên chuyển bộ sinh non Sinh non do bị sốc chấn động tâm lý hả Rồi 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 anh về liền anh về liền rồi em ơi chị hai sanh rồi mình về liền đi chị ờ. về nha dạ anh em về nha chị. hai sao rồi mất Còn non ngày non tháng Nhưng do chị hai cũng bị đau bụng quá Nên bác sĩ đã chích thuốc dục xanh Anh thấy con gái anh giết người không cần gươm giáo chưa Cô ta gọi điện thoại chửi bới đe dọa chị Mỹ Dung Nên mới ra cái sự này đó Tại sao Thanh Tú lại chửi bới đe dọa gì Cô ta bị người yêu chia tay Rồi đổ lỗi cho Mỹ Dung nói xấu để phá cô ta Nên mới ra cớ sự này Trời đất Em nói cho anh biết Nếu chị Mỹ Dung và cháu bé có chuyện gì Cô ta sẽ không yên với nhà em đâu Anh lo về mà dạy lại con gái của mình đi Thủy Cô y tá Con gái tôi sao rồi Nó xanh chưa Dạ xanh rồi nhưng mà đứa bé thiếu tháng Yếu quá phải nằm lòng ấp à Trời ơi Hẹn gì không có nghe la khóc gì hết Tội nghiệp con gái tôi Thanh Tú Con chạy đi Nói chuyện với ba Chuyện gì vậy ba Tại sao con bị người yêu bỏ Mà đổ lỗi cho Mỹ Dung Chửi bới đe dọa Mỹ Dung Con làm vậy mà có được sao <laughs> Quá ra là người ta đã gặp ba Kể lễ nói hết rồi sao Vậy sao ba không nghĩ Nếu như bà ta không nói Không toan hót Thì làm sao anh ấy biết Mà nói con không hiền lành Không phúc hậu hả ba Con á Cứ tự cô là mình đi Thì biết Nhưng cô có biết Mỹ Dung gì con Mà bị chấn động tâm lý sinh non Đứa bé đang yếu ớt lắm không <laughs> té như vậy mà không xảy thai Nói có mấy câu mà sanh non Sao dễ sanh vậy ba Ba đừng có nghe bà ta nói Không chừng có lý do khác cũng nên Lý do khác là lý do gì hả Là con suy luận vậy thôi Con nói rồi Ba lại bảo con du khống nữa Con thật là quá đáng Con làm ba thất vọng quá Một đứa con gái vô tư trong sáng ngoan hiền Đâu mất rồi hả Đứa con gái ấy đã chết Từ khi ba đứa bảy về nhà bà nhớ lại đi con có phải như vậy không con căm ghét bà ta được anh điện thoại cho em có làm phiền em không anh muốn nói gì thì nói đi ừ thật ra anh muốn nói với em về chuyện của mẹ kế em nếu vậy thì thôi đi chuyện của gia đình tôi không cần anh phải xen vào Bác sĩ Tôi cảm ơn bác sĩ đã cứu con gái và cháu ngoại của tôi Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà Cô có còn ra quý nhiều không? Dạ không bác sĩ Vậy thì tốt Thật ra đứa bé sanh thiếu 6 tuần Nhưng trong hồ sơ tôi ghi là 7 tuần Vì tôi sợ ba của đứa bé nhìn thấy thì không tốt cho cô <laughs> Sao vậy bác sĩ? Tại vì trước đây em của cô á có đến nhờ tôi xem thai giùm cô Và cô ấy nhờ tôi ghi bớt đi một tuần tuổi Vì sợ chồng cô nghi ngờ rồi làm đổ vỡ hạnh phúc của gia đình Cô ấy dặn là đừng có nói cho cô biết Nhưng bây giờ cô đã sanh rồi lại còn sanh non nữa Thì tôi nghĩ điều đó không có gì phải giấu Cô đúng là có đứa em quá tốt rồi Ngược lại, cái thai thiếu một tuần cho nên chồng nó mới nghi ngờ đó Trời ơi, Nói như vậy là tôi đã mất mưu và làm hại cô sao Thôi bỏ qua đi bác sĩ Tôi biết người đó là ai mà Không được, không thể nào bỏ qua được Tôi tưởng làm như vậy là sẽ giúp gia đình cô hạnh phúc Nhưng bây giờ lại hại cô Tôi không thể nào bỏ qua được Bà và cô đợi tôi một chút nha Cô ta đúng là quá quá Nhưng ác giả ác báo Còn cứ ở đó mà chờ xem Tôi muốn cho bà và cô xem cái này Đây là gì vậy bác sĩ Cô cứ đọc đi Cũng may là cô ta ghi vào giấy Tôi còn giữ ở đây Chứ nếu nói ngoài miệng thì như là gió thoảng bay Cô ta là con chồng của con gái tôi Chứ không phải là em gái đâu Hèn gì Cô ta đúng là không từ một thủ đoạn gì để hại con mà Tôi biết làm như vậy là sai nguyên tắc y đức Nhưng tôi nghĩ cô ấy nói là để giúp cho hạnh phúc gia đình của cô Là giúp cháu bé sinh ra có mẹ có cha Là một việc tôi nên làm Vì tôi nghĩ ghi thêm một tuần hay bớt một tuần Cũng không có ảnh hưởng gì tới thai nhi Nhưng tôi không ngờ Còn đây là số tiền mà cô ấy đã đưa cho tôi Tôi đã cất và đợi có dịp tôi gửi lại tôi thành thật xin lỗi cô và bà bác sĩ cũng chỉ là bị người ta lừa thôi bác sĩ không có lỗi tôi rất là ân hận tôi cảm ơn cô và bà đã hiểu và tha thứ cho tôi bác sĩ đừng nói như vậy tôi xin phép anh muốn thử adn thì lên phòng chăm sóc đặc biệt kêu bác sĩ làm xét nghiệm và nhớ phải lấy mẫu trước mặt anh để anh khỏi nghi ngờ người khác anh khỏi phải thử gì hết anh biết lỗi rồi hãy tha thứ cho anh nghe em tôi muốn làm xét nghiệm này không phải là để trả lời cho anh và cho con gái anh biết đứa bé này là con ai mà là tôi muốn trả lời cho tất cả mọi người vì kết quả xét nghiệm này là tất cả danh dự và phẩm hạnh của tôi anh hiểu chưa Con có còn là con người nữa không hả? Xem đi Bây giờ Con hết chối cãi chưa? Tất cả mọi chuyện là do con gây ra Để hại Mỹ Dung Tại sao con làm như vậy? Tại sao hả? Tại sao con lại thâm độc Nham hiểm với vợ con ba như vậy? Ba đã làm gì không phải với con hả? Tại sao con làm như vậy? Sao con không cãi nữa đi? Không đổ thừa người này người kia nữa đi Ba thật xấu hổ nhục nhã và thất vọng gì con bây giờ con à nói sao với mỹ dung đây đi ngay vào bệnh viện xin lỗi gì con đi con không đi đâu hết đi con phải đi với ba có chết con cũng không xin lỗi tại sao con có ăn học không có lòng tự trọng không một câu xin lỗi mà cũng không nói được hay còn xấu hổ chứ gì nếu biết xấu hổ thì phải sống cho tử tế vào vậy ba tưởng người ta tử tế lắm hả con người không ai toàn diện nhưng với một người vợ, người mẹ kế như Mỹ Dung Bà không có điều gì trách cứ Nhưng nếu con thấy gì con có điều gì không phải Bà cho con nói Cứ nói hết ngay bây giờ Nói thật Nếu không, con sẽ không sống với ba đâu Vậy sao ba không nghĩ Nếu như ba không có tiền Thì người ta có tử tế với ba không Là là tiền, 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 tiền Con có biết Mỹ Dung đã trả hết số tiền vay mượn cầm cố cho ngân hàng quốc tế Và tiền đầu tư xây dựng cho ba rồi Cứ vào ngân hàng quốc tế Mà hỏi xem có đúng như vậy không con điều gì muốn nói nữa không con hết chuyện rồi phải không hết chuyện rồi á thì đi xin lỗi b dung đi đừng để người ta cười vào mặt ba không biết vậy con sao bây giờ con đi không hay để ba lôi cổ con đi đi con đã nói rồi có chết con cũng không xin lỗi vậy con đi chết đi à, ông chủ ơi ông chủ tôi xin ông mà Bất giải ông, ơi, ông đừng có làm giải. như vậy mà vậy đây tôi ông, giải ơi, đó. ông ơi ông bình tĩnh đi ông